ngọt nhở. Chuyện chẳng ngọt thì không à. Ăn đi, ăn đi. Các anh ơi, nấm có độc. Cái gì đây? Nó độc cái mồm mày ạ. Sao đây? Em không biết nữa anh ơi. Em không dừng lại được. Cái gì đây? Này, có ai bị sao đâu nhở? Nấm mỡ mọc sau mưa là nấm giàu dưỡng chất, ăn ngon, mát và không hề có độc. Nhưng sẽ bị động dồ nếu như trước đó ngu quá ăn cả nấm xanh và nấm đỏ. Ôi dồi em ơi. Ôi em ơi. Ôi dồi em làm đây em ơi. Cháu ơi. Ôi dồi. Ôi cái gì đấy. Này chúng mày ơi, chiều nay được nghỉ học toàn trường đấy à, kiếm cái gì chơi nhở? Chơi bóng. Ê ông BD, chơi bóng là đúng rồi. Tôi chẳng tương thế này, chơi bóng sao được. Thế à, chơi cái gì được nhở? Trời vừa mưa xong, đất bẩn, đi đâu cũng dính dáng. Chả biết chơi cái gì. Hay đi đá bóng đi anh Hiếu. Mày điên à? Mày là con gái, bóng bánh cái gì? Với cả mưa thế này sân bóng ngập hết rồi, đá bằng mắt à? Chán nhở, được nghỉ mà không đi chơi, phí lắm. Bà, đúng rồi. Vừa mới mưa xong, chúng mày biết sẽ có cái gì không? Thì nhiều nước ạ, nhiều muỗi nữa anh ạ. Không, ý tao ấy là nấm. Mưa xong nhá, rất nhiều nấm. Mà nấm sau mưa lại cực kỳ ngọt. Ui ôi, thơm lừng. Chiều đi hái đi. Vâng. Ok, thế thì chiều chúng ta sẽ đi ra ngoài hái nấm, nấu súp tại chỗ luôn. Ok không? Ok. Ui dồi ôi, nhiều muỗi thế nhở? Muỗi ở đây vòi to như kiểu ống hút đấy các anh chị nhở? Đấy, anh bảo rồi, ở nhà thì không ở, đi theo bọn anh làm cái gì, không vui đâu. Anh thôi đi, em đi cùng à, muỗi đốt em cũng đi. Ở nhà xem phim nhiều quá, mắt lồi hết cả ra rồi đây này. Nhưng mà đi hái nấm không vui đâu. Không, chưa bao giờ em được đi hái nấm cả. Với cả hôm trước em mua được quyển sách Bách Khoa Toàn Nấm, chưa có cơ hội sử dụng. Hôm nay đi hái nấm nhất định phải lôi ra để dùng. Sách tào lao. Này nhá. Ôi, anh Tuấn anh phải để cho cái An đi cùng, phải bảo vệ anh chứ. Bây giờ một người con gái yếu đuối như anh thì làm sao mà đi rừng một mình được. Phải có người đàn ông mạnh mẽ như này này. Đi cùng. Được. Thôi được rồi, bây giờ như này nhá. Chúng ta chia nhau ra hái nấm và nhặt củi. Đấy, hái được nhiều thì mang về tập kết một chỗ, xong rồi nấu. Ok. Anh Hiếu, em đi cùng với anh nhá. No. Tao không có thói quen rất lạ đi rừng nhá. Mày đi với con Nhung, con An. Còn tao với thằng Tuấn đi với nhau. Nhưng mà... Vâng. Em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Chị An chẳng biết đâu, trong rừng này nhiều rắn rết lắm. Em sợ chị thấy chị còn chạy trước em ấy chứ, bảo vệ cái gì. Rắn á? Anh thích. Đi thôi. Thì đi thôi chứ còn gì nữa. Tuấn lấy một cái giỏ đi Tuấn. Đi. Rừng nhỏ nhỏ này mà nhiều nấm nhở? Vâng, đúng rồi. Cái chỗ này em hay bục bò ở đây. Bò nó ị ra nó ngấm vào đất mới có chất mọc nấm đấy. Thế à? Thế thì chỗ khác hái đi chứ chị không thích ăn nấm bứt cò đâu. Vâng. Uầy, cái gì đấy? Nấm nhở? Uầy, nhiều nấm nhở các chị nhở? Uầy, hái đi mọi người ơi. Uầy, nấm tươi nhở các chị nhở? Uầy, cái này ăn sống chắc không được ấy nhở? Không, bố em bảo là không được ăn sống. Nấm phải nấu kỹ vào, nếu mà ăn sống là dễ bị ngộ độc lắm. Được, thế thì tí nấu súp gà nấm ăn. Được đấy An ạ, súp gà nấm ăn ngon phải biết. Các chị cứ bảo là nấu súp gà ngon, nhưng mà chẳng ai nói là phải lấy gà ở đâu nhở? Nói mới nhớ, mà lần trước đi ăn trộm gà bị bắt xong đánh kè tùa. Nghĩ lại vẫn còn sợ ạ. Thôi các chị ạ, hái đi xong về tí tính sau. Thank you.
À, Tuấn này, ông có biết nấm to nhất làm mọc ở đâu không? Ừ, ở đâu? Ê, ở đống phân. Đấy, nấm mọc ở đống phân ấy là nấm to nhất. Eo ơi, kinh chết thì được ạ. Hai chỗ nào nó sạch sạch tí, đem lên ăn luôn, đỡ phải rửa. Dài, ông bản khác gì tôi đâu mà. Đấy, thấy chưa? Ê, kia. Đấy, ông nhìn thấy chưa? Nấm tươi, trắng. Úi dồi ôi, nhìn đã thấy ngon rồi. Ai sắc hái nhờ. Ai, tôi đây. Ông có thấy không? Người ta nói cấm có sai nhờ. Mưa cái, đất mềm hẳn. Nấm mọc sau mưa, cứ phải gọi là làm nấm ấy nhở. Này, cái nấm này nó có dễ trồng không? Để tôi đem về trồng. Ồ, có, dễ trồng lắm. Thế à? Thế trồng như thế nào? Bảo tôi. Đầu tiên, lấy một túi phân bò. Phân bò để làm gì? Trồng nấm. Ồ, sao lại là phân bò? Trồng ở đất không được à? Ở đây nó mọc ở trên đất đấy thôi. Ai bảo mọc ở đất? Chả là thì cái gì kia? Nấm mọc ở trên gốc chuối, mà gốc chuối thì mọc ở trên đất. Sai. Nấm mọc lên từ phân bò. Người ta bón phân bò vào gốc chuối đấy. Còn bóng mà. Hả? Ôi hả, hỏi cái gì nữa. Đi hái những lên, xong rồi lên trên kia còn nấu súp ấy. Ui ôi, ngon lắm. Nhưng mà nhớ. Ui nhớ cái gì? Không cần phải phân bò đâu mà sợ nhá. Cũng có thể là ở chỗ này người ta không bón phân bò đâu, mà người ta sẽ bón phân lợn này, phân dê, phân gà, ấy, phân các thứ. Ôi hái đi, gầm khóc lóc cái gì. Mạnh mẽ lên nhá. Tí còn ăn súp cơ mà. Đi. Đây. Đây. Ai già, anh kiếm được nhiều phết nhở. Mà anh Hiếu ơi, bây giờ còn nấm rồi thì kiếm đâu ra gà để nấu súp nhở? Sao mày hỏi tao? Tao có để ra gà đâu mà tao biết. Thì anh trai em thông minh mà. Mà anh nghĩ cách đi. Chứ bây giờ nấm nấu với cả bột canh á, ăn chán lắm. Phải có tí vitamin chicken vào ăn nó mới ngon. Này, từ bao giờ mày học được cái tính định hot đấy nhỉ? Mồm dẻo ngoắn ra. Tao lại thích quá. Vâng. Thế bây giờ anh đi thiết kế cho em một ít thịt gà nhá. Em ở đây em sẽ làm đầu bếp. Em sẽ chuẩn bị củi lửa với cả sơ chế nấm. Ờ được. Rồi, cầm lại. Đợi tao tí nhá. Rồi, ok. Bây giờ anh Tuấn, anh là con trai anh xuống ao rửa nấm đi. Còn đợi bọn em trên này để nhóm lửa. Cái ao kia bẩn mà. Trông cứ như kiểu người ta đổ cứt bò rồi đấy ạ. Kìa kìa. Vẫn còn đống cứt bò đang lành phành dưới đấy kìa. Đâu, cứt bò đâu, không có cứt bò đâu. Ủa, anh á, làm gì có ai đổ cứt bò rồi đấy. Mà cá nào ăn được cứt bò. Thế cái gì nổi cả mảng rồi đấy. Ui, tao nghi lắm, chỉ có thể là cứt bò thôi. Em bảo không phải là cứt bò, mắt anh nhìn làm sao ấy, đấy là cứt gà mà. Ui, kinh quá. Thế thì rửa làm sao được mà mày bảo tao rửa. Nếu anh mà sợ bẩn á, thì sang nhà bà Lịch mà rửa nhờ. Hay là anh muốn làm nào thì kệ anh. Cầm đấy, bọn em đi tìm cuối, đi. Thúy Kiều là chị Thúy Vân. Ăn no tắm mát, ra sân đọ đùi. Thúy Vân lòng dạ bồn chồn, trong lòng lo lắng. Đùi mình trắng ghê. Hiếu. Anh Dương. Anh đi đâu đây? Anh rảnh, anh đi chơi loanh quanh thôi. Mày có chỗ nào chơi không? Cho anh đi cùng với, cho nó bận rộn tí. Chỗ chơi thì em có anh ạ. Thế nhưng mà em đang bận nên là em không chơi với anh được. Hay là nếu mà anh rảnh thì anh giúp em việc này cho nó bận rộn nhá. Ồ được, vừa hay, anh lại thích giúp đỡ người khác. Mày cứ nói đi, việc gì anh giúp tuốt. Ê, quá đẹp. Em đang cần một con gà. Nhầm, nhà em bị sổng một con gà. Bây giờ anh tìm giúp em xem nó ở đâu với. Em đang định đem đi nấu súp. Tưởng gì, mấy loại chim mấy con gà, anh tìm ngon, thôi đi. Kiểu gì tí nữa cũng có gà để cho mày nấu súp. Ôi, tuyệt vời. Đi anh ạ, đi. Anh Dương, gà nó chạy dưới đất chứ nó có bay được đâu mà anh cứ nhìn mãi trên cây đấy. Anh lại quên bố mất. Anh lại quen cái vũ điệu tìm chim của anh ngày xưa. Thôi, đi anh. Đi. Anh Dương. Gì đấy? Em vừa nghe thấy tiếng con gà nhà em, nó gáy ở trong này.
xong rồi em cũng nghe thấy tiếng con gà nhà em gáy ở đằng kia. Thế hay bây giờ như thế này, anh vào trong kia tìm, em đi ra đằng này. Đấy, anh em mình chia nhau ra, thế có được không anh? Được, được. Mà thế tao có biết mặt mũi con gà của mày nó như thế nào đâu. Con gà nhà em nhá, nó có hai chân, hai mắt, đấy, xong rồi đuôi màu đen. Anh vào trong kia, anh cứ thấy con gà nào nó có biểu hiện như thế, anh túm ra đây cho em. Mà bắt nó mà kêu quá, anh đập bằng chết cho em. Xong anh mang ra đây, nhá. Ừ được rồi, mày cứ đi ra đằng kia đi. Anh cứ coi tính là thích giúp đỡ người khác. Để anh vào đã nhá. Vâng, anh vào đi. Sắp có gà ăn rồi. Thử đi ra đằng này xem con gà nó có trốn bên này không nhở. Cục 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 cắc. Cục 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 cắc. Cái ông Dương này vào đến chuồng gà làm thưa cho gà nghe xong mới bắt hay sao mà lâu thế không biết nhỉ. Cái thằng này mặt mũi sáng sủa như thế này mà vào nhà tao ăn cắp gà. Cắp gà. Em có ăn cắp đâu, con gà này nó lạc ở đấy, em chỉ vào tìm thôi mà. Tìm này tao nhà mày. Tao nhà mày. Anh người ta có đầu ở đâu ấy. Ok thằng này, mày là cái con gì ấy? Con báo. Lướt đi, không có con gà nào lạc vào nhà tao nhá. Có thì tao cũng thả rồi, không đến nữa là mày tìm. Lướt. Anh Dương, Dương. Anh có thấy con gà nhà em không? Chả thấy không mà, tao thấy cả một chuồng gà ấy. Con nào con đấy cũng hai mắt, hai chân, đuôi con nạ màu đen. Nhưng mà ông ấy đuổi cho ta, ông ấy bảo là không phải gà nhà mày. Thế thì hỏng rồi. Trời ơi gà ơi, làm sao bây giờ gà ơi. Thôi nín đi. Tính của anh ấy, giúp ai là anh phải giúp bằng được. Tuy anh không tìm được con gà cho mày, nhưng mà anh xin vội con gà được cái này. Cái gì đấy anh? Thịt gà này. Anh làm cách nào mà anh lấy được đấy? Nãy anh đi qua sân dưới nhà ông ấy, chắc ông ấy vừa thịt gà xong. Thịt ở đấy mà chả thấy ai cả. Anh sợ con chó nó tha đi mất. Anh tính cầm hộ, nhưng mà vừa nãy ông ấy đánh anh đau quá. Anh dối, anh không trả nữa. Mày cầm lấy, về đấu súp. Quá đẹp anh ạ. Miếng gà tao để ở đây, đứa nào cắp mất rồi. Lu. Nấm cũng dở rồi, mà đợi mãi gà chả thấy đâu cả. Đói quá, em sắp ngất ra đây rồi. Thì đợi nó tí, chắc nó chuyển hướng từ bắt gà sang bắt lợn nên hơi lâu. Hay là bây giờ cho mấy cây nấm vào nấu trước nhà anh chị nhở, em đói quá. Ừ, cho vào đi, anh cũng đói Thảo ạ. Chị ăn được đấy, tâm hồn ăn uống giống hệt em. Cho vào đi, chị chưa được ăn nấm tươi như thế này bao giờ cả. Ok, em sẽ cho nấm mà em hái trước nhá. Nấm chấm bi đỏ ấy, nhìn đẹp này chắc là ăn ngon lắm đấy. Nhưng mà nấm này chúng mày có hai cái bò không đây? Xôm anh ạ. Cho em cả muối bột canh. Ồ, cho vừa thôi cả mặn. Thơm phức, để em thử xem chín chưa nào. ngon. Ô, sao? Em làm sao đây? Em không sao. Ô, thế sao tự nhiên mày cười như cái con động rồ đấy mày? À, em có sách bách khoa toàn nấm mà, để em xem cho. Nấm chấm đỏ, chân lại hơi ngắn. Chắc nấm giang mai rồi. Nấm gì nấm giang mai? Đây để em tìm cho. Đây rồi. Theo hình vẽ mô tả thì nấm này là nấm cười. Người ăn phải sẽ cười không ngớt. Cứu cứu. Chị đọc đi. Đọc đi xem giải pháp thế nào. Vâng, để em đọc. À, tìm một quả chanh. Anh Tuấn, lấy chanh. Đây, chanh đây, cần gì nữa không? Một cốc nước pha với đường uống. Ôi dồi ôi, thế không bảo tao đi pha cho nó nhanh, dở ý ạ. Mệt không Thảo? Em có. Đây,
nước chanh đây, còn cần gì nữa không? Cho người bị trúng độc uống sẽ có tác dụng giải khát, đỡ căng thẳng. Chứ trường hợp này thì không cần thuốc gì, nấm sẽ hết độc sau khi ăn vào 15 phút. Ôi giời ơi, mày chả bảo tao sớm, làm tao chạy xe cả đất cả. Ra mặt cái bò này. Ô, em hết cười rồi này. May quá, đấy, ai bảo em ăn vội vàng làm gì? Không chị ạ, đấy là mình không để ý thôi. Các loại động vật hay là hoa quả dại thường lấy màu đỏ làm màu cảnh báo. Vì nấm đỏ ít nhiều cũng vẫn sẽ có độc. Mà nãy giờ em nhất thời không để ý. Bây giờ em khôn rồi, em đổi nấm đỏ đi, em nấu nấm xanh. Ơ, thế nhỡ nấm xanh cũng có độc thì sao? Không chị ạ, nấm xanh làm gì có độc đâu. Vì màu xanh tượng trưng cho màu hòa bình mà. Đây, để em múc hết nấm đỏ ra. Đây này. Thơm vết đấy Thảo ạ. Đúng rồi, bây giờ em thả sẵn nấm vào nhá. Tí anh Hiếu mang thịt gà về, anh Hiếu thả vào phát nhá, thành súp gà nấm luôn. Mọi người thấy em thông minh không? Lúc đầu ấy, chị thấy em khá là thông minh. Nhưng mà từ lúc em ăn phải nấm cười, chị thấy em đần hẳn ra rồi. Chị ạ, để em ăn thử xem chín chưa nào. Đấy. Chín rồi anh chị ạ. Chín rồi, sao lại khóc là như thế nào? Ngon phết anh chị ạ. Thôi, hỏng rồi An ơi. Mày xem con này nó ăn phải cái nấm gì mà đang yên đang lành lại nhạch mồm ra khóc thế này. Ô, đây là nấm khóc, ăn vào khóc như mưa. Cách chữa là... Là cái gì? Nói ngay xem nào. Là ăn nấm cười màu đỏ. Nấm màu đỏ em vứt vào cút bò rồi. Khoan, An, mày kiểm tra kỹ lại xem nào, nhớ lại chưa đọc hết như lúc nãy thì sao? Không anh. Thôi Thảo chịu khó tí, không mày khóc nhiều quá mù hết mắt ấy. Nhưng mà bây giờ nấm toàn phân bò thôi. Ôi, cố tí. Vâng, đành vậy. Không hết đâu anh chị ơi. Thảo ơi, em nuốt rồi à? Vâng, em nuốt rồi. Em hết khóc rồi này. Nãy giờ vừa hay được 5 phút. Lúc nãy chị đọc ăn lại cái nấm màu đỏ là hướng dẫn của nấm khác. Còn nấm màu xanh này ạ, ăn phải chỉ cần đợi 5 phút là hết độc. Ôi chị ơi, sao mà chị không nói sớm? Em ăn phải nấm cút bò rồi. Này, thịt gà về rồi đây. Tao còn mang được cái giường về đây nữa nhá. Con Thảo, sao mày không đây? Em ăn phải nấm độc, xong lại còn ăn phải cút bò nữa. Thôi không sao, giờ anh nấu súp gà nấm cho mày ăn, hết độc ngay. Không, em không ăn nữa đâu. Ăn xong ngộ độc tiếp á, thì sợ lắm. Trời ơi, chúng mày hái cái nấm vớ vẩn này, lo chả độc. Tao hái nấm mơ, bố vẫn hái cho tao ăn suốt này, độc nào được, không độc được. Thôi, bây giờ, ôi, tắt lửa rồi. Anh Dương với cái Nhung đi kiếm củ cho em, nhá. Con thật ruột, thái gà ra cho tao, thái nhỏ, nhá. Rồi đây, mày kiếm bát đũa đâu ra đấy? Tao đi mượn. Đi mượn à? Thôi. Chín rồi đấy. Nào. Kính lao lắc trò của anh Dương ở đây, cho em mượn bát. Anh Dương, ôi. Đây anh Dương, anh thử ăn trước đi, xem có độc không để bọn em ăn. Kết thả. Ngoan quá chúng mày ạ. Ăn đi. Ăn đi à? Ăn từ từ thôi. Ôi. Thank you.
anh ơi. Nấm. Nấm. Nấm có độc. Cái gì đây? Độc cái mồm mày ạ. Sao đây? Em không biết nữa anh ơi. Em không dừng lại được. Cái gì đây? Này, có ai bị sao đâu nhỉ? Nấm mỡ mọc sau mưa là nấm giàu dưỡng chất, ăn ngon, mát và không hề có độc. Nhưng sẽ bị động rồ nếu như trước đó ngu quá ăn cả nấm xanh và nấm đỏ. Ôi dồi em ơi. Ôi em ơi. Ôi dồi ơi, làm vào đây em ơi. Cháu ơi. Ôi dồi. Cái gì đấy? Bọn kia. Ôi dồi. Yêu, chạy đi. Ông đến đây gà kìa. Ô, cái con này.